Okay, nice to see you today. Yes, my name is Chang, and what's your name? My name is Sang. Ah, hello Sang. So today I'll be your examiner, and we're gonna start with test one, and then task two and task three of the speaking test. Okay, so let's start it. Firstly, I will ask you some questions related to sports and game. Okay. All right. So, what is your favorite sport? Honestly, I don't like sport. So, I usually spend my time for reading books and also working instead. Okay. So, what sport did you play when you were younger? I used to play football when I was still a kid. And it's such a really long time ago already. Okay. What is most popular sport in your country? I guess still football. In my hometown, people play football a lot, and they usually also go swimming. Okay. Thank you. So that is for part one. Okay. And now we're going to move on to speaking part two. You're gonna have 1 minute to prepare and then 2 minutes to speak about the topic. The topic here is talk about a goal that you want to achieve in the future. All right? So you can have some suggestion like what the goal is, when you thought of it, and then how you will accomplish it. All right? So now is 1 minute for you to prepare. Okay, so time is up, and now it's your 2 minutes to speak, all right? Okay. Okay, so I will time you now, and 3, 2, 1. Okay, so I think that everyone for each year, they will set, then people usually say that new goal, new target. So still ask myself that I also want to put some target for myself to achieve. And the first thing in my list things to do is about to get a higher position. I've been working for this company for around more than a year already, and working as a sales manager in here. And I also want to build up more bad sales in the future to achieve the higher position. With the timeline around 2 years from now, and keep follow up the teams to bring up and build them to a better version. The second one that I want to have the higher position because it will bring up about the higher income as well. And I can support my family a lot from that. My hometown is in Gia Lai province, and I want to bring my parents to Ho Chi Minh City to live with me. And the last one that it will bring back me about the higher recognition and also the better image. That I think everyone, they are seeking for that. So I think that's all of the things that I want for a year. Okay, so 2 minutes, it's up. And now we're gonna move on to speaking part three. And for speaking part three, it is a topic relating to life goal. All right? Yes, quite similar to speaking part two. And now my question for you. Do people set different goals at different stages of life? I think yes, because for each stage, the people usually have different targets because according to their ability at that time, be more achievable, profitable for that. So it is easy to achieve target when they set the achievable one. Okay. Yes, thank you so much. Okay, rồi bây giờ sẽ là một vài nhận xét của cô cho bạn ha. Dựa trên 4 tiêu chí chúng ta có trong phần thi IELTS speaking thì thứ nhất là coherence and fluency, tức là sự trôi chảy và mạch lạc. Thì ở đây sự trôi chảy của mình thì khá là tốt từ speaking part 1, tức là phần thứ nhất. Tuy nhiên sau speaking part 2 thì nó chưa được trôi chảy lắm, đôi khi mình vẫn còn vấp. Alright. Và phần speaking part 3 thì nó có hơi ngắn một xíu. Yes. Alright. Thế còn sự mạch lạc chính là cái sự gọi là nó kết nối và nó có logic với nhau. Thì cái này có thể đánh giá nhiều nhất ở phần speaking part 2. Tức là mình có nói về cái life goal của mình. Thì cô thấy là
phần life goal của mình nói khá là logic, các ý khá là liên quan tới nhau. Ví dụ mình có một cái life goal là higher position này, rồi liên quan tới giúp đỡ family, và sau đó là có một better image, đúng không? Self image. Và ở phần fluency và coherence thì cô nghĩ là cái số điểm của mình ở tầm khoảng 6.0. Ok, đang ở mức 6.0. Và nếu mà mình có thêm nhiều những cái hesitation, là những cái từ dùng để gọi là ậm ừ một xíu. Trong tiếng Việt thì chúng ta có những cái từ để ậm ừ như là ậm đúng không? Thì trong tiếng Anh chúng ta có những từ như là well, actually, honestly, actually. Okay. Yeah, okay. Cái yes, cái criteria thứ hai nữa là lexical resource, tức là về phần từ vựng của mình. Thì ở đây là cô thấy mình có một số những cái từ vựng ở mức C1 hoặc là B2, nghĩa là ở mức cũng khá là cao rồi đó. Ví dụ như là cái từ to set a goal này, hoặc là to gain some recognition chẳng hạn. Yeah, ok. Hoặc là best sales in the future chẳng hạn. Yeah, nó cũng là một số những cái điểm cộng cho mình. Vậy thì phần lexical resource này cô muốn là gì? Là mình có thêm một số những từ vựng liên quan tới cái mục tiêu của mình nữa. Ví dụ mình higher position trong công việc của mình là sale đúng không? Thì có thêm một số những cái từ vựng về sale nữa như là profit. Rồi có những từ liên quan tới investigation hoặc là money gì đó. Ok. Ok, vậy từ vựng liên quan tới topic là mình cần bổ sung thêm ha. Rồi, vậy thì phần lexical resource ở đây nó đang ở cái mức trung bình khoảng tầm 5 chấm cho tới 5.5. Alright. Ok. Vậy thì mình cần bổ sung thêm từ vựng như thế nào? Thì mình có thể bổ sung qua những cái sách hoặc là báo. Ví dụ như sách báo thì mình có thể tham khảo sách của Longman hoặc là Cambridge về những quyển như là Vocab in Use. Yes. Và thứ hai nữa là mình có thích xem phim không? Thường anh không xem phim nhiều lắm. Ok, anh không có xem phim nhiều lắm. Thường thì cô sẽ khuyên các bạn học sinh là chúng ta nên xem những bộ phim mà mình thích, cái chủ đề mà mình yêu thích, để có thể tăng thêm vốn từ vựng. Và nhất là những cái chủ đề mà mình đang quan tâm, ví dụ như tiền bạc này, rồi công việc này, sales đúng không? Okay. Yeah. Và đó là cái mức điểm của mình ha. Tiếp tục là grammatical range, tức là về phần ngữ pháp. Thì hiện tại cô đang thấy là mình sử dụng khá là nhiều câu đơn và câu ghép. Có sử dụng những từ nối như là and, or, but. Đó, nhưng mà đang thiếu những câu phức. Câu phức là những câu mà có chứa mệnh đề quan hệ này, như là which, who, that chẳng hạn. Thì mình bổ sung thêm những mệnh đề quan hệ. Thứ hai nữa là về thì cho phần speaking part 1 thì ở đây yêu cầu thì hiện tại đơn thôi, không cần quá nhiều. Tuy nhiên là speaking part 2 thì có lẽ là mình nên sử dụng một số thì khác nữa, là quá khứ này, tương lai, thay vì là chỉ dùng mỗi hiện tại. Alright, yes. Và grammatical range đang ở mức khá là trung bình, khoảng tầm 5 chấm. Mình cần diverse, tức là làm đa dạng nó hơn. Okay. Okay. And lastly about pronunciation, tức là về phát âm. Phần phát âm tức là phần mà cô thấy ưng nhất, thích nhất ở bài của anh sang. Ok, cảm ơn cô. Yeah. Phát âm của mình có những cái âm đuôi rất là rõ như là âm th, âm th, th, và một số những cái âm đuôi s, số ít số nhiều. Cô rất là thích. Yes, đấy là điểm mạnh của mình, tức là về phát âm thì mình cần tận dụng điều đó. Các bạn học sinh thường sẽ cải thiện phát âm thì bằng cách đấy là cô khuyên các bạn ấy nhại theo các băng hoặc là những bộ phim mà bạn ấy thích. Bản thân cô thì thích những cái phim Âu Mỹ chẳng hạn, thì cô sẽ nhại theo. Alright. Có một cái vấn đề trong khi mình phát âm đấy là cái âm sh của mình nó chưa được rõ. Nó bị thiên về âm sờ nhẹ trong tiếng Việt nhiều quá. Ví dụ position chẳng hạn, mình đọc lại này. Position. Position. Đó, okay. Ok, position, âm sờ nặng ha. Đó. Thì mình cố gắng chú ý cái âm sờ đó ha. That's all. Cái vấn đề về phát âm thì rất là ổn. Phần này thì cô sẽ cho điểm cao hơn, tức là 6.0 cho tới 6.5. Yes. So thế thì bài này overall của mình đang ở mức đấy là khoảng tầm 5.5. Thì mình sẽ cố gắng cải thiện, thứ nhất là từ vựng này. Thứ hai là về một chút về phát âm này. Thứ ba nữa là kéo dài câu trả lời của mình thêm một tí xíu. Thì mình chắc chắn là sẽ được điểm cao hơn rồi. Ok, thầy cảm ơn cô. Okay. Thank you so much for this. Alright, yes. Thank you. Okay. Okay.
Các bạn ơi, thế là đã kết thúc một buổi test speaking đầu vào tại cơ sở 57 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu rồi. Kiểm tra trình độ là một hoạt động để có thể xác định được đầu vào cho các bạn khi đến cơ sở của IELTS Fighter. Sau khi có kết quả, các bạn sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp nhất với mình để hướng tới cái mục tiêu của chính các bạn. Các bạn có thể đăng ký thi thử theo link dưới comment và đến cơ sở thi với chúng mình nhé. Tạm biệt mọi người. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.